có nước cà xeo xeo nữa. Rồi chị xà lan ở đây cũng đang mở dây luôn các bạn. Xong rồi đó, bây giờ là bắt đầu là ở bên đây bắt đầu túa ngược cái vô lại nha các bạn. Buổi chiều này thì mép bên đây về vô cũng đông. Wow, giờ này nước có đổ vô dữ rồi bê. Cái vỏ nó bê rồi, mấy cái lãi vô được rồi, túa vô đi đó, cũng vô đâu mà ai cha, trời trời ơi, trời nẻo nhau rồi. Ôm có lãi hờn quá. Ồ, hôm nay không bị chẻ sóng. Thôi hôm nay đi tắp vô đây. Các bạn nghe ra rồi rồi cha, rồi cái vỏ ông đó quay ngang mấy gì trời. Ai cha, xà lan to. Rồi rồi, chen nhau đây. Sao đây, sao đây. Rồi. Yeah. Rồi rồi. Rồi, né né mà được. Để không chạy mà.
tấp tấp, với khả năng là bị tấp. Tấp lái, tấp lái. Ồ, ngon lành à, im im. Rồi, cái vỏ lãi, cà xỉn xỉn. Vỏ lãi. Rồi, tắp bên đây à. Rồi, ngon lành. Đi mày, giờ năng lượng vô được rồi. Rồi, cái nhỏ vô các bạn. Rồi, an toàn, xà lan. Rồi, xà lan tới miếng này rồi đó ạ. Còn này chen vô à. Rồi còn sao này nữa, vậy là chắc vô không hết rồi. Bởi vậy còn khá nhiều chiếc luôn. Còn quá nhiều luôn. Rồi yeah, tới đây à. Ghe bầu vô được á. Xà lan nó kêu ghe bầu vô, xà lan ra đó. Ồ đóng luôn hả? Đóng rồi. Ờ. Không hết. Rồi vậy thì không hết rồi. Bây giờ tốp này thì tiếp tục ở lại sau. Đi chuyến sau các bạn. Ờ, ra bầu vô được, ra bầu vô được, đúng rồi, ra bầu vô. Cho ra bầu vô á. Ra bầu vô bên đây được nè. Ra vô được, thằng Lan hết vô rồi. Rồi rồi, cái chỗ nhỏ đang chen. Chen luôn.
thẳng này còn hai ga bầu nữa còn được nữa nè ha. Cái đoạn này là hai ga bầu nó vẫn được luôn á, cho ga bầu kia vô luôn đi, xà lan thì vô không được. Chiếc kia đợi hoài đâu được. Bởi vậy ta tài trước mà. Cái này cái bầu là lọt đó, chiếc hai chiếc nữa, xà lan đây không lại. Rồi đóng cửa các bạn. Lớp trà lăng này thì ở lại sao các bạn? Rồi gian. Đưa chú ra đây, đánh cho bà tóc lên được.